Khải và toàn đội đến thời điểm hiện tại thì cũng đã thích nghi được với thời tiết và thời gian sinh hoạt ở bên Australia. Một hai ngày đầu khi mới sang đây thì đội cũng gặp đôi chút khó khăn bởi vì thời tiết nóng nóng và chênh lệch múi giờ với Việt Nam khá là nhiều, nên là thời gian ngủ nghỉ cũng bị chênh lệch. Đội tuyển thì đi thi đấu ở tại Australia trong cái thời điểm cuối năm gần Tết rồi. Hôm nay thì cũng là ngày ông công táo về rời rồi. Thì không hiểu là anh em trong đội có cảm giác thiếu nhà không? Hải và toàn đội thì cũng rất là nhớ nhà. Vì mọi lần thời điểm hiện tại thì cũng được ở gần gia đình. Năm nay cũng là một năm đặc biệt rồi thì tất cả mọi người cũng phải thiếu xa nhà. Nên là đây cũng là một cái động lực để cho Hải và toàn đội động viên nhau cố gắng để có thể mang niềm vui về cho gia đình và cho tất cả người hâm mộ Việt Nam. Đối với cá nhân Hải thì Hải ra sân với một tinh thần nhất định. Còn về trận đấu với Australia thì ban luyện cũng đã có những phương án và nếu Hải được trao cơ hội ở trận đấu này thì Hải sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình.